À vâng, Tèo Đô kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của Tèo Đô. Tiếp tục những sản phẩm cập bến với trung tâm của Tèo Đô thì ngày hôm nay quý vị anh chị chúng ta thấy là một trong những cái model Mixer Dinacord CMS600. Một con đập hộp về để phục vụ đến quý vị anh chị em chúng ta yêu âm thanh âm nhạc. Một trong những các cái dòng sản phẩm được đánh giá có chất âm về âm thanh âm nhạc cũng như về tiếng micro echo dị vật cực kỳ là hay, rất tiện dụng và cũng là rất dễ sử dụng cho những gia đình. Chúng ta có thể chơi những cái bộ âm thanh cao cấp để chúng ta có thể tự làm quen với dòng sản phẩm như này và rất là nhanh và rất là dễ chỉnh. Tất nhiên một trong những các cái sản phẩm như này thì nó cũng không phải là có nhiều, nhưng mà cũng lâu lâu thì bên trung tâm của Tiểu Đô cũng có một con hoặc hai con về để phục vụ đến quý vị anh chị. Một trong những các cái mã Dinacord đó là một trong những cái mã được đánh giá rất là cao về chi tiết cũng như tiện dụng về sử dụng và cũng được thiết kế rất là nhỏ gọn. Những con CMS600 như này rất là phù hợp cho gia đình chúng ta. Và những quý vị anh chị nào chúng ta mà có nhu cầu sở hữu những con cao cấp hơn những con CMS600 này nữa thì chúng ta hãy nhắm tới những con đó là Yamaha LS9 ở bên trong kia, đó là 16 line. Con này thì nhỏ hơn, full thùng xốp. Đập hộp thì quý vị anh chị chúng ta có thể mua giá thêm đắt thêm một vài triệu nữa so với những cái con hàng bãi. Tuy nhiên chúng ta sở hữu những cái con đập hộp như này thì chúng ta không sợ là máy có còn zin không và độ đẹp có còn đẹp không, để chúng ta không phải quan tâm. Và chúng ta chỉ quan tâm về những các cái dòng sản phẩm như này là cái chất âm nó có hay hay không. Và chất âm hay hay không thì một trong những cái dòng đã được rất là nhiều người chơi đánh giá về những cái dòng sản phẩm như này. Bởi vì nó là một trong những các cái thương hiệu được đánh giá trên toàn thế giới chứ không phải cứ gì riêng ở Việt Nam chúng ta. Những dòng sản phẩm mới thì chắc chắn là chúng ta sẽ được cái chế độ bảo hành đó là một năm rồi quý vị anh chị em nhé. Và thì Audio cũng sẽ mở ra để quay về những các cái sản phẩm mà nó đi kèm cũng như về cái thiết kế của dòng sản phẩm này để những quý vị anh chị em chúng ta mà chưa biết về những dòng sản phẩm như này thì chúng ta gặp kênh của Tiểu Đô chúng ta vào xem để chúng ta có thể tham khảo về những các cái dòng sản phẩm như này được thiết kế như nào. Đấy. Một trong những các cái dòng này thì chúng ta chơi thì chắc chắn là nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái chất âm và cái âm thanh đảm bảo tuyệt đối về độ hay cũng như về những các cái tiếng mic echo dị vật chúng ta rất là dễ điều chỉnh. Ở đây thì chúng ta thấy rằng đây tất cả là về full shop sách thì nó là hàng mới thì tất nhiên là nó phải là full hết rồi. Đấy. Hàng mới chưa qua sử dụng và bảo hành thì nó là một năm quý vị anh chị em nhé. Thì bây giờ thì Tiểu Đô sẽ lấy ra để quý vị anh chị em chúng ta xem về cái dòng sản phẩm như này nó được thiết kế nhỏ nhắn và xinh xắn như thế nào. Đấy. Đây là trước tiên là chúng ta thấy là nó được kẹp theo cho chúng ta là một cọng dây nguồn rồi. Và bây giờ thì Tiểu Đô lấy cái hộp ra. Rồi Tiểu Đô đã lấy nó ra ngoài. Thì trước tiên thì chúng ta thấy là nó có những cái sách vở của hãng. Tuy nhiên chúng ta mua mới thế thôi nhưng mà cũng không phải là cũng nhiều lúc chúng ta có tiền là nhiều lúc chúng ta có tiền lại cũng không gặp nó có để mua đâu. Tuy nhiên nó mới thì mới vậy thôi nhưng mà cũng nhiều lúc nó rất là hiếm đấy. Những cái bộ âm thanh của chúng ta có những bác đầu tư những cái bộ âm thanh 100 triệu 200 triệu 300 triệu thì Tiểu Đô nghĩ rằng chúng ta không thể tiết kiệm và không thể thiếu một cái con mixer như này được đấy, bởi vì nó mang lại cho chúng ta tất cả các chất âm từ đường mic cho đến đường nhạc rất là hay. Và ngược lại nó lại rất dễ làm quen và rất dễ điều chỉnh cho những dòng sản phẩm như này. Ví dụ những người mà không hát, có cái giọng hát không cao, không khỏe mà chúng ta thích nó có các cái tiếng nhại nhiều, nhại dài, nhại ngắn thì nó rất dễ sử dụng cho những người sử dụng. Chỉ cần tăng cái giải nhại lên nó để nhại nó riêng biệt. Đấy. Đây là với dòng sản phẩm này thì được thiết kế như này. Bên trong đây thì nó là một chiếc túi đấy, rất là nhỏ bé. Đấy.
Đây, rất là nhỏ bé quý vị anh chị em nhé, rất là nhỏ bé, rất là xinh xắn mà chúng ta chơi nó mang lại toàn bộ cái những các cái giải âm thanh, giải mic, lời ca, tiếng hát cho chúng ta trong những cái bộ âm thanh của gia đình chúng ta. Thuận tiện nhất là nó rất là dễ điều chỉnh. Nếu bác nào về chúng ta chỉ cần chịu khó thăm dò một vài lần là chúng ta đã có thể làm chủ được cái những các cái thiết bị như này rồi. Đấy. Hàng đập hộp thì chúng ta cũng chẳng cần nói là nó mới hay nó sao, nhưng mà tuy nhiên thì một trong những các cái video như này thì Tiếu luôn muốn nó quay nó chi tiết như này để cho quý vị anh chị, cũng có những quý vị anh chị rất là biết về cái dòng này rồi đó, và tìm hiểu rất là sâu và biết rõ rồi, nhưng mà cũng có những quý vị anh chị thì chúng ta chưa được từng biết về cái dòng sản phẩm này, mà có thể là chỉ mới là được nghe nói. Đấy, thì chúng ta cũng có thể xem trong cái video như này để biết đâu một ngày nào đấy chúng ta có nhu cầu chúng ta chơi những cái dòng sản phẩm như này thì chúng ta cũng đã biết sâu về những cái chất lượng âm thanh cũng như về cái giá trị của dòng sản phẩm. Đấy, chỉ đó chúng ta chỉ có tiền là chúng ta mua thôi. Đấy, không cần phải lo nó có hay hay không. Đấy, chúng ta thấy đây ạ, nó có những các cái chế độ echo và gì vật riêng cho những các cái cần gạt như này. Đấy, ví dụ chúng ta thích hát nhại nhiều nhại ngắn thì nó ở hai cần gạt riêng biệt như này. Đấy, đây thì nó là một cái vô linh tổng rồi, còn những các cái đường còn lại đây chúng ta đi mic vào mic micro đi vào đường nào thì chúng ta sẽ chỉnh hỗ trợ thêm ở đường đó. Đó là một cái bàn mic số, đây là cái bàn số thì chúng ta có thể cắt tần số ở trên cái nút này. Đấy, khi mở lên thì tóm tắt là một trong những cái sản phẩm như này thì về với audio thì số lượng trước mắt là có một con để phục vụ đến cho quý anh chị. Đấy, về cái chế độ của cái hàng báo mới như này thì luôn luôn nó bảo hành là 1 năm quý vị anh chị em nhé. Đấy, full thùng xốp. Còn những quý vị anh chị nào mà chúng ta chơi những cái bộ dàn cao cấp hơn và chúng ta có không gian lớn hơn, chúng ta thích chơi sang chảnh hơn tí nữa thì chúng ta hãy nhắm tới những con LS9 Yamaha kia, đó là hàng của Nhật. Con này là hàng của Nhật, cũng một trong những ông lớn trong tên tuổi của những các cái dòng mixer. Đấy, quý vị anh chị em nhé, rất phù hợp dùng cho gia đình cũng như những quý vị anh chị em chúng ta đi những các cái show, những các cái sự kiện. Đấy, là đều là hay cả. Hai con đều có cái thế mạnh, tức là một trong những các cái bàn mixer này thì những con Dynacord và những con LS9 cũng là một trong hai ông lớn trong các cái giới ngành âm thanh của các cái dòng mixer như này. Đấy, vừa tiện lợi chơi cho gia đình, vừa dễ làm chủ mà vừa chơi hay. Giá thành thì nó cũng không phải là quá đắt đỏ gì, nhưng nói chung cũng dành cho những quý vị anh chị em chúng ta có cái ngân sách nó mức thu nhập nó khá hơn thì chúng ta sẽ chơi những cái con như này. Đấy. Tuy nhiên có những quý vị chỉ có cái mức đầu tư nó khoảng tầm trên 10 triệu với 20 triệu trở lại thì chưa chơi được những cái con như này quý vị anh chị em nhé. Những con CMS 600 này nó phải là từ 30 triệu trở lên quý vị anh chị em nhé. Còn con LS9 kia thì nó là con hàng bãi rồi, giá là ngoài 50 triệu. Còn con này thì là trên 30 triệu. Đấy. Vậy thì quý vị anh chị em chúng ta mà quan tâm những dòng sản phẩm như này thì chúng ta cứ hãy liên hệ với Tiếu Điều theo cái số điện thoại đây ạ. Đấy, theo số điện thoại. Tuy nhiên thì nhiều những quý vị chơi những cái bộ âm thanh nó nhỏ thì chúng ta chơi những con vang số hoặc chúng ta chơi những con vang cơ. Tuy nhiên vang số thì nó cũng rất là hay, nhưng mà mỗi một lần chúng ta muốn thêm một cặp loa lời hay là chúng ta muốn thay đổi cặp loa khác khi mà thì chúng ta nhất định phải nhờ đến thợ với các thể can thiệp được cho những cái con vang số. Còn riêng những cái con bàn mixer như này thì kể cả ngày hôm nay chúng ta chơi chúng ta làm chủ nó rồi, chúng ta chơi cặp loa này nhưng ngày mai chúng ta không thích, chúng ta lắp cặp loa khác vào, chúng ta chỉ cần chỉnh chọn lại tí 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 là được và chúng ta tự làm chủ nó được, rất là dễ. Đấy, nhưng riêng con vang số thì nó không dễ. Thôi, một video ngắn thì Tiếu Đô cũng quay để giới thiệu cái sản phẩm về để phục vụ đến quý vị anh chị những cái bàn mixer như này, để phục vụ cho quý vị anh chị có nhu cầu sở hữu thì chúng ta hãy liên hệ với Tiếu Điều theo số điện thoại nhé. Đây ạ, chúng ta cứ hãy liên hệ với Tiếu Điều theo số điện thoại này và chúng ta có thể lưu số điện thoại của Tiếu Điều để tiện tra cứu và tiện sử dụng. Và bây giờ thì Tiếu Điều sẽ dừng clip ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị.